Vâng, em cơ khí Quang Đông xin chào toàn thể các bác. Vâng, hôm nay nhân tiện em còn làm cái mái lợp ngói Hạ Long hàng tiêu dao, ngói 1m22 viên, hàng chuẩn. Thì em có nhận được cái mái này thì người ta nhà là nhà người ta xây từ lâu rồi. Thì nay người ta mới có điều kiện người ta làm cái mái lợp ngói. Thì hôm nay em xin phép được quay và chia sẻ với toàn thể anh em về cái cách bó cái bò của cái ngói Hạ Long A2, ngói Hạ Long tiêu dao hàng A1, ngói bó bò cạnh chữ A đấy anh em nhé. Thì bình thường thì đa số là anh em thợ đi nhận, anh em thợ hàn đi nhận thì là cái phần bó bò này mà nhà mới xây thì là các bác thợ xây, các bác cái đảm nhiệm cái việc là bó cái cạnh bò này. Còn ở đây thì do là cái nhà người ta đã ở được vài năm rồi mới có điều kiện làm, thì người ta làm cái mái sau. Thì cái việc mà khi mà anh em thợ hàn nhận được thì anh em sẽ phải đảm nhiệm cái phần bó bò này. Nếu anh em nào biết bó thì sẽ tự bó, còn đối với anh em nào mà không biết bó thì chúng ta lại phải thuê riêng một anh thợ xây đến làm cho mình cái phần đấy. Thì cái mái mà khi mà anh em nhận được cái dạng mái như thế này thì làm nó cũng dễ thôi anh em ạ. Đầu tiên mà cái phần mà anh em làm ấy, đầu tiên anh em làm thì anh em lưu ý cho em một cái điều là khi mà anh em nhận được cái mái đây anh em nhé, nhà người ta đã ở thời gian rồi, nhận được cái mái như thế này thì quá trình làm thì anh em lưu ý cho em là lên giật cái sắt mà mình làm móc ngói cũng như là ngói, giật vào cho em từ 2 đến 3 phân, thậm chí 5 phân cũng vẫn được, nhưng mà giật ít thì mình đỡ tốn vữa, giật nhiều thì mình sẽ bị tốn nhiều vữa hơn. Đấy, giật vào để làm gì? Khi mà giật vào thì anh em gối cái vữa vào đây thì sau khi mình đặt bò vào thì là nó dễ. Đấy, nó dễ mà nó nhờ ở cái điểm, nhờ ở cái trượt này, nhờ cái bò này người ta đã bó sẵn rồi thì là mình dựa cái chân của cái ngói bò này, dựa cái chân cùng cái ngói bò ở đây lên cái này thì là nó sẽ có một cái điểm tì là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó sẽ là một cái đường thẳng thì cho anh em mình cứ thế lấy điểm lợp cho nó dễ. Đây em ví dụ nhé, đây đấy. Anh em căn làm sao khi mà mép ấy là nó sẽ bằng vào như thế này, bò nó sẽ gối lên nha. Khi mà bò nó gối lên như thế này thì nó sẽ không bị lồi lên võng xuống, nó sẽ thẳng đấy. Thì ở đây thì em đã bó được một ít rồi, cạnh bên kia em bó rồi, còn ở đây thì em bó đây. Đây các bác nhìn đấy, toàn bộ cái cạnh này là em gối hết lên trên cái trượt mà người ta đã xây. Đây anh em nhìn, gối hết lên cái trượt của người mà người ta đã xây rồi đấy. Thì nó sẽ dễ, nó sẽ là một cái điểm tì cho mình và nhờ đó là nó sẽ thẳng, lập rất dễ đấy. Còn đây là cái phần vữa, cái phần vữa mà em đang đặt đây, phần vữa mà em đang đặt lên để chuẩn bị bó đây. Đó. Thì anh em giật vào thì là khi mà cái vữa mà anh em đặt vào đây thì nó rất chi là dễ thôi. Xong rồi cứ thế là anh em tì vào cái tường đấy, thế là anh em lợp thôi. Thì để em lợp thẳng lên trên kia rồi em lại quay tiếp tục cho các bác xem nhé. Anh em ơi, sau khi thi công thì mình cũng đã bó bò xong, cũng là hoàn thiện luôn, xong luôn cả mái nhé. Đây. Sau khi thi công đau chân quá. Toàn bộ cái cạnh khói mình bó. Thì anh em cứ làm như cái cách mình nói đấy thì là sẽ rất dễ nhé, rất dễ thi công luôn. Bộ đường bên cạnh
toàn bộ cái viền đường viền ngói của mình ấy là mình đặt hết vào cái cạnh này. Rất dễ thi công, đập vỡ vào thế là cứ thế là úp thôi, không phải sợ gì. Đấy. Thì anh em nếu mà nhận được vào cái dạng mái như thế này thì anh em cứ làm theo cái cách của em, nhận cả mô bò. Tất nhiên là nếu mà nhận mô bò này thì cái công của nó sẽ khác so với lại không nhận mô bò. Thì ở đây là em nhận cả mô bò là em tính là giá 101, hoàn thiện toàn bộ. Thì trên đây em xin quay và chia sẻ với toàn thể anh em về cái cách bó bò của cái dạng ngói 1m22 viên ngói Hạ Long hàng tiêu dao. Thì anh em nếu mà nhận được những cái nhà mà người ta làm mái về phần sau thì anh em cứ tính và gác lên như thế là sẽ bó rất dễ. Đây cái mái này thì là thật sự đối với nói với anh em là em lần đầu tiên bó luôn, lần đầu tiên bó cái ốp sườn này luôn. Thế nhưng mà nhìn cũng rất chuẩn và rất đẹp. Mãi đầu khi mà nhận được thì em cũng rất lo lắng vì sợ là sẽ không làm được cái, không bó được đấy. Thế nhưng mà mãi sau là em tính, em nghĩ được ra cái phương án là gác lên trên cái mặt, gác lên trên cái bò đấy, gác lên trên cái bò thì là vừa dễ thi công mà lại vừa